Chào các bạn, đường Nguyễn Văn Cừ là một trục đường giao thông huyết mạch nằm trên quận Long Biên, Hà Nội. Trục đường này kết nối giữa vùng đông đúc thủ đô Hà Nội và Thần Thành. Do chạy qua tuyến đường cho nên mật độ giao thông cũng rất đông đúc và phải lại. Chính vì vậy cần có lượng xe buýt vừa đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, du khách, đối với học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp và du khách. Hôm nay tôi cùng đến điểm xe buýt đó là Nguyễn Văn Cừ, đó là điểm xe buýt bản số 135 Nguyễn Văn Cừ, trường Thái Một. Đối diện bên kia là Hải Quan Hà Nội, cũng có một điểm xe buýt đối diện. Chào các bạn, chúng ta cùng quan sát điểm đông đúc chỉ tại điểm xe buýt. Tại điểm xe buýt này chúng ta thấy có 17 điểm xe buýt. Video tiếp theo.